Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiêu điểm VGC, một series giới thiệu về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp cho các nhà huấn luyện có thể dễ dàng chọn ra phong cách chiến đấu mà các nhà huấn luyện yêu thích. Đến với video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về một Pokemon cực kỳ đáng yêu và là một hỗ trợ tuyệt vời cho các đội hình. Pokemon này được biết đến là biểu tượng cho sự an lành và hạnh phúc, đó chính là Comfey. Với một vòng hoa rực rỡ xung quanh, Comfey không chỉ thu hút ánh nhìn của con người mà còn mang lại niềm vui cho cả con người và các Pokemon xung quanh. Là một Pokemon nổi tiếng với khả năng chữa trị, vì vậy không lạ gì khi chúng ta sẽ nhìn thấy Comfey đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hồi phục cho các đội hình trên đấu trường VCC. Tổng quan về sức mạnh, nhìn qua thông tin của Pokemon này, chúng ta có thể nhận định rằng đây sẽ là một Pokemon hỗ trợ tốt cho các đội hình. Về chỉ số thì tuy chỉ có tổng cộng 485 điểm, Comfey vẫn có điểm sáng về chỉ số phòng thủ đặc biệt và tốc độ, nhưng lại có mức sinh lực quá mỏng manh. Điều này làm cho khả năng trụ sân sau một lượt của Pokemon này là rất thấp. Về đặc tính thì Comfey có tận 3 đặc tính khác nhau: Flower Veil ngăn chặn việc giảm chỉ số của các Pokemon hệ cỏ, Triage tăng độ ưu tiên lên cộng 3 cho các chiêu thức có khả năng hồi phục máu, bất kể chiêu đó là chiêu hiệu ứng hay là chiêu tấn công, Nature Cure đặc tính ẩn, tất cả các trạng thái xấu của Comfey sẽ được hồi phục khi nó rút về bóng trong trận đấu. Về đặc tính thì trong 3 đặc tính của Comfey, có thể thấy Triage là đặc tính nổi trội và phù hợp nhất với nó. Và đây cũng chính là đặc tính độc quyền chỉ có mình Comfey có. Với danh sách một dãy dài những chiêu thức hồi phục của mình thì Comfey có thể tận dụng rất tốt đặc tính này mà không cần quá quan tâm tới tốc độ của bản thân, ngay cả khi muốn hồi phục máu hay là muốn tấn công chiến đấu. Về hệ của Pokemon, mang đơn hệ tiên khiến cho Comfey nhận gấp đôi sát thương từ hệ độc và thép, nhưng đổi lại thì Pokemon này được giảm 1/2 sát thương từ các hệ giác đấu, bọ bóng tối và miễn nhiễm sát thương từ rồng. Đây cũng có thể coi là một trong những hệ phòng thủ tốt nhất game hiện tại. Về lối chơi và chiến thuật xoay quanh, Comfey thường được sử dụng là một Pokemon hỗ trợ với đặc tính Triage, có thể đảm bảo rằng các đòn hồi máu của Pokemon này có độ ưu tiên rất cao, giúp cho đồng minh hồi phục máu nhanh chóng, và là một Pokemon không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tốc độ, nên ta gần như có thể đặt Comfey vào vị trí hồi phục, hỗ trợ đồng minh ở mọi đội hình, làm cho việc lựa chọn Comfey vào đội hình được bao phủ rộng rãi và đều rất khả thi đối với những chiến thuật khác nhau. Khi đưa Comfey vào đấu trường, chúng ta cần phải cân nhắc giữ Pokemon này trụ sân lâu nhất có thể để tận dụng được khả năng hồi phục máu cũng như là hỗ trợ đồng đội của nó. Tổng quan thì Comfey chỉ cần vào sân hồi phục cho đồng minh và trụ sân thật lâu để phát huy được tiềm năng của Pokemon này. Về điểm yếu của chiến thuật thì Comfey có thể được coi là Pokemon y tá khá tuyệt vời, nhưng điểm yếu của Pokemon này cũng lộ rõ rằng khả năng trụ sân rất kém, không đủ để làm một tanker hồi phục cho đồng minh. Cho nên để đối phó với các đội hình có Comfey, chỉ cần dồn một lượng sát thương đủ lớn vào Pokemon này, nó có thể mất đi khả năng hồi phục của đội hình đấy liền. Hoặc đơn giản hơn, có thể dùng Taunt để hủy đi những chiêu thức hồi phục của Comfey trong 3 lượt. Điều này sẽ gần như khiến Comfey trở nên vô dụng trên sàn đấu. Nó chỉ còn có thể sử dụng những chiêu hồi phục máu sát thương thấp như là Draining Kiss mà thôi. Đồng đội đi cùng. Lời khuyên vẫn nên là để cho Comfey đi chung với các Pokemon có mức HP khá trở lên. Vì nếu đồng đội bị knock out trong một đòn duy nhất thì Comfey gần như không thể giúp ích được gì cho đồng đội đó. Có một vài Pokemon tiêu biểu về sức mạnh và HP cao như là Iron Hands là Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý với chỉ số tấn công khá cao và mức sinh lực ổn. Ngoài ra thì Iron Hands cũng có thể sử dụng Drain Punch để củng cố khả năng hồi phục, nên khi đi chung với Comfey có thể nói rất khó để hạ được Iron Hands. Hoặc nếu sử dụng Iron Hands theo chiến thuật Belly Drum, lượt ngay sau đó Comfey có thể giúp cho Iron Hands hồi phục được 50% lượng máu đã mất của mình. Blood Moon Ursaluna đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt trong đội hình, khác với Iron Hands có sẵn Drain Punch để củng cố thêm khả năng hồi phục. Dù Blood Moon Ursaluna không có chiêu hồi phục nào, nó sẽ vẫn là đồng đội tốt đảm nhiệm vai trò tấn công đặc biệt cho đội hình. Với đặc tính Mind's Eye và chỉ số tấn công đặc biệt khá cao, nếu sử dụng Iron Hands và Ursaluna Blood Moon, ta có thể sử dụng Trick Room để tăng tốc độ cho hai Pokemon này. Điều này cũng sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ của Comfey, vì các chiêu thức hồi phục của Comfey chủ yếu là chiêu ưu tiên nhờ vào đặc tính của nó. Terrabagos đảm nhiệm vai trò tấn công chính trong đội hình nhờ khả năng tấn công đặc biệt ổn và khả năng chống chịu cực cao. Cùng với ability của mình, Terrabagos và Comfey sẽ là một bộ đôi hoàn hảo. Với khả năng hỗ trợ hồi phục ưu tiên của Comfey sẽ kích hoạt được đặc tính của Terrabagos liên tục, khiến cho mỗi đòn tấn công vào Terrabagos chỉ nhận 1/2 sát thương. Lúc này, Comfey sẽ là một hỗ trợ ưu việt, sánh ngang được với các Pokemon hỗ trợ khác. Chi tiết hơn về Terrabagos thì tụi mình cũng đã làm một video tiêu điểm về Terrabagos, các bạn có thể xem qua ở góc bên phải màn hình bên này. Về việc xây dựng Pokemon, mảng EV chúng ta sẽ nâng toàn bộ vào chỉ số sinh lực
việc nâng phòng thủ vật lý cao có thể khiến cho chỉ số phòng thủ vật lý bằng với chỉ số phòng thủ đặc biệt. Điều này sẽ làm cân bằng về khả năng chịu đòn của Comfey khi đứng trước các đòn đánh giữa hai mảng là tấn công vật lý và tấn công đặc biệt. 4 điểm còn lại có thể bổ sung qua mảng tấn công đặc biệt, vì dù sao thì nó cũng sẽ có những chiêu thức tấn công hút máu được cộng 3 điểm ưu tiên nhờ đặc tính, điển hình như là Training Kiss. Và với Ivies, dường như thường lệ chúng ta sẽ tối ưu tất cả các mảng, cố gắng bỏ qua mảng tấn công vật lý để giảm sát thương phải nhận từ các đòn foul play hay trong lúc bị confused. Về tính cách hay còn gọi là nature, có thể gán cho nó tính cách bold, tăng 10% thủ vật lý và trừ 10% công vật lý, hoặc là calm, để tăng 10% thủ đặc biệt và trừ 10% công vật lý. Hai loại tính cách này đều với mục tiêu là tối ưu khả năng phòng thủ cho nó. Còn hệ Terra, có thể chọn cho Comfey Terra thành hệ thép để loại bỏ điểm yếu về hệ độc và thép của nó. Tuy nhiên, vì đã là một Pokemon khá mỏng manh và chỉ thuận lợi cho việc hỗ trợ, nên khuyến khích là trong phần lớn trường hợp không nên Terra cho Pokemon này, mà nên nhường slot Terra cho các Pokemon khác trong đội hình. Về trang bị thì Focus Sash là một lựa chọn để đảm bảo Comfey có thể sống sót sau một đòn tấn công cực mạnh, hoặc là Citrus Berry để hỗ trợ hồi phục lượng máu cho Comfey. Về các chiêu thức khuyến khích nên học cho nó, nên chọn các chiêu thức có khả năng hồi phục và để tận dụng được đặc tính Triage của nó. Floral Healing hồi 50% lượng máu cho đồng minh đứng cạnh, cũng như là hồi 2/3 lượng máu nếu đang trong môi trường cỏ. Training Kiss vừa gây sát thương, vừa hồi máu cho bản thân, vừa được cộng 3 điểm ưu tiên. Helping Hand để hỗ trợ tối ưu sát thương cho đồng minh. Còn slot cuối cùng có thể cân nhắc giữa Protect và Synthesis. Dùng Protect để bảo vệ bản thân khỏi các đòn tấn công giúp trụ sân lâu hơn, hoặc là Synthesis để hồi phục lượng máu dựa trên thời tiết có lợi. Bây giờ sẽ là một trận đấu để chúng ta có cái nhìn thực tiễn hơn. Bên đối phương đang có Calyrex và Flutterman. Còn bên chúng ta cũng sẽ khởi đầu bằng Cresselia và Terrabagos. Calyrex hiệp sĩ băng đang là một Pokemon khá đáng sợ trên đấu trường, và nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng loại bỏ con Pokemon này nhanh nhất có thể. Shadow Ball đánh vào Cresselia với một lượng sát thương cũng khá đáng kể. Và như video trước nói về Terrabagos, chúng ta sẽ cho nó xài Meteor Beam, cầm theo vật phẩm là Power Hub, vừa tăng một bậc tấn công đặc biệt, vừa có thể đánh ngay lập tức, với sát thương của Meteor Beam là 120. Như đã thấy thì Calyrex là một Pokemon hết sức trâu bò, nó có thể chịu đựng được một đòn tấn công mạnh mẽ đến vậy. Và thế là nó đã xử lý được Cresselia. Nhưng may mắn là chúng ta đã có một lượt để cho Comfey ra sân. Đặc tính của Calyrex thì càng đánh thắng nó càng mạnh, cho nên nó đang là một mối đe dọa rất lớn đối với Terrabagos. Vì thế mà Comfey sẽ là ứng cử viên giúp cho Terrabagos liên tục hồi máu. Lúc này khi đã Terra thành công, thì sinh lực của Terrabagos đang được tăng lên khá đáng kể. Cộng với việc hồi máu của Comfey sẽ giúp cho Terrabagos trụ sân trong lượt này. Vì khả năng phòng thủ đặc biệt của Comfey khá tốt, cho nên nó vẫn đứng vững sau đòn Shadow Ball của Flutterman. Và bây giờ thì chúng ta đã có thể loại bỏ mối đe dọa Calyrex ra khỏi đấu trường, cùng với Flutterman luôn. Comfey đi chung với Terrabagos đang là một tổ hợp khá tốt, vì Terrabagos đang là Pokemon sở hữu khả năng chống chọi tốt nhất hiện tại. Bên đối phương đang cho ra Urshifu cùng với lại Ogrepon. Urshifu lúc này sẽ là một mối đe dọa cực lớn đối với Terrabagos, vì chiếc Close Combat của Urshifu rất có khả năng sẽ dứt điểm được Terrabagos. Bên đối thủ Terra cho Ogrepon chắc chắn là đang dùng lực hết sức để triệt hạ Terrabagos trong lượt này. Training Kiss của Comfey cũng là chiêu hút sát thương và hồi máu, cho nên nó đã đi trước hết tất cả các Pokemon trên đấu trường. Chỉ khá tiếc là Urshifu của đối thủ đang cầm theo Focus Sash, nên nó có thể trụ vững trong lượt này. Tuy nhiên thì sinh lực của Comfey cũng đang được hồi phục hoàn toàn. Và đúng như dự đoán, đối thủ đang cố gắng triệt hạ được Terrabagos.
Cerebagos đã ngã xuống, nhưng chúng ta vẫn còn có Rillaboom, một khắc tinh của cả hai Pokemon hệ nước ở trên sân. Việc cũng chúng ta cần làm đó chính là chỉ cần hồi máu và hỗ trợ cho Rillaboom hết mình. Cùng với chiêu Draining Kiss của Comfey, chắc chắn sẽ dứt điểm được Urshifu. Nên trận này chúng ta vẫn có thể giành chiến thắng. Đối thủ cũng đã đoán được nước đi của chúng ta nên đã bảo vệ cho Urshifu. Nhờ có phay cao thì chúng ta đã vô hiệu hóa được Ogopon trong lượt này. Lượt sau thì cả hai Pokemon của đối thủ chắc chắn rất khó sử dụng bảo vệ, cho nên chúng ta vẫn đang giành phần thắng. Đúng như dự đoán thì Comfey đã dứt điểm được Urshifu. Còn đối với Ogopon, chúng ta có chiêu ưu tiên Crushy Glide. Và thế là trận đấu kết thúc. Tổng kết thì Comfey là một Pokemon thuần hỗ trợ cho đồng đội, nhưng chỉ vì mức sinh lực quá thấp nên không thể nói Comfey có thể trụ sân lâu dài với Pokemon đồng minh. Cần những nhà huấn luyện linh hoạt, có kinh nghiệm thực chiến để khắc phục điểm yếu chí mạng đó cho nó. Là một Pokemon dễ chơi, dễ sử dụng, khi mà chỉ cần vào sân và hỗ trợ đồng đội hồi phục, cố gắng trụ sân lâu nhất có thể. Comfey có thể nói là gần như sẽ kết hợp được với bất kỳ đội hình nào trên đấu trường hiện giờ, nên tụi mình sẽ đánh giá Pokemon này là 3.5 trên 5 sao. Và ở trên là toàn bộ thông tin mà chúng mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Comfey cũng như là lối chơi của Pokemon này. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Comfey, giúp cho đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ, làm mới đấu trường nhiều hơn. Nếu còn gì thiếu sót về Comfey, mọi người có thể góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên các nhà huấn luyện có thể đưa ra những Pokemon các bạn yêu thích để tụi mình góp ý xây dựng chiến thuật và cách đánh xoay quanh Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!